chuyện chó sói và bảy chú dê con. Ngày xưa ngày xưa, có một con dê cái già sinh được bảy chú dê con. Mẹ nào mà chả thương con, dê mẹ thương yêu đàn con của mình lắm. Một ngày kia, dê mẹ vào rừng kiếm thức ăn nên gọi bảy con lại dặn dò. Các con yêu dấu, mẹ muốn đi vào rừng một lát, các con hãy cảnh giác chó sói, nếu nó vào thì nó sẽ ăn thịt tất cả các con cả da lẫn lông. Thằng quỷ sứ ấy thường hay trá hình, nhưng các con cứ nghe thấy giọng khản ồ ồ và thấy cái chân đen xì là nhận ra được nó ngay. Dê con đồng thanh đáp. Mẹ yêu, chúng con sẽ cảnh giác, mẹ cứ yên tâm mà đi. Dê mẹ kêu be be rồi yên trí lên đường. Không bao lâu sau thì có ai gõ cửa và gọi to. Hãy mở cửa ra, các con yêu dấu, mẹ đã về và có mang quà về cho các con đây. Nghe tiếng khản ồ ồ dê con nhận ngay ra là chó sói, đàn dê con nói vọng ra. Chúng tao không mở cửa, mày đâu phải là mẹ chúng tao, mẹ có giọng nói thanh trong và dễ thương cơ, còn giọng mày khàn khàn ồ ồ, đúng mày là chó sói. Sói vội chạy đến cửa hàng xén mua cục phấn to để ăn cho thanh giọng, rồi nó quay trở lại, gõ cửa và gọi. "Hãy mở cửa ra, các con yêu dấu, mẹ đã về và có mang quà về cho các con đây." Sói vịn chân lên cửa sổ, đàn dê con nhận ra và đồng thanh nói. "Chúng tao không mở cửa, chân mẹ đâu có đen như chân mày." Mày đúng là chó sói. Sói liền chạy tới bác thợ làm bánh mì nói: "Chân tôi vấp bị thương, bác làm ơn đắp bột nhão lên cho tôi." Người làm bánh mì đắp bột nhão lên chân nó, nó liền chạy tới nhà người xay bột và nói: "Bác làm ơn rắc bột trắng lên chỗ chân đắp bột nhão cho tôi." Bác xay bột nghĩ, con sói này định đánh lừa ai đây, nên bác từ chối. Sói ham dọa: "Nếu bác không chịu làm việc đó thì tôi ăn thịt bác đấy." Bác xay bột đâm ra sợ, đành phải rắc bột cho trắng chân sói con sói quỷ sứ lại mon men tới cửa lần thứ ba gõ cửa gọi mở cửa mẹ vào các con yêu dấu mẹ của các con đã về và có mang quà ở rừng về cho các con đây dê con bảo con xem chân xem có đúng là mẹ yêu dấu không nào sói đặt chân lên cửa sổ dê con thấy chân trắng yên trí chắc là mẹ về thật nên mở cửa ra ngờ đâu kẻ vào nhà chính lại là chó sói đàn dê con hoảng sợ tìm cách ẩn trốn một con nhảy chui vào gầm bàn, con thứ hai chui vào gầm giường, con thứ ba chui vào lò, con thứ tư ẩn trong bếp, con thứ năm nấp vào tủ, con thứ sáu nấp sau chậu giặt quần áo, con thứ bảy chui vào trong hộp đồng hồ quả lắc treo trên tường, nhưng sói đều tìm được. Nó không cần lựa chọn, nuốt chừng hết con này đến con kia, duy chỉ có con dê bé nhất núp trong hộp đồng hồ là nó không tìm thấy. Khi đã thỏa mãn cơn thèm, sói khệnh khạng đi ra cánh đồng cỏ xanh tươi, nằm dưới một cây cổ thụ và thiêu thiêu ngủ chỉ một lát sau dê mẹ ở rừng về tới nhà trời dê mẹ nhìn cảnh vật mà đau lòng cửa mở toang bàn ghế đổ lỏng chỏng ngổn ngang chậu giặt vỡ tan tành chân gối vứt khắp nơi dê mẹ tìm chẳng thấy một đứa con nào cả dê mẹ gọi tên từng đứa cũng chẳng thấy đứa nào thưa gọi mãi tới tên đứa út thì có tiếng nói khe khẽ mẹ yêu dấu con trốn ở trên hộp đồng hồ treo trên tường này dê mẹ bế con ra Dê con kể mẹ nghe chuyện sói đến và đã ăn thịt tất cả các anh. Chắc các bạn biết dê mẹ khóc thảm thiết như thế nào về những đứa con xấu số của mình. Đau buồn, dê mẹ đi tìm, dê con chạy theo sau. Khi tới cánh đồng cỏ, dê mẹ nhìn thấy sói nằm ở gốc cây, ngủ ngáy rung cả cành lá. Dê mẹ chăm chú quan sát khắp người sói, thấy bụng nó căng, hình như có cái gì động đậy phập phồng ở trong. Dê mẹ nghĩ, "Trời ơi, lẽ nào những đứa con đáng thương của tôi bị sói nuốt chửng làm bữa tối vẫn còn sống hay sao dê mẹ sai dê con chạy về nhà lấy kéo và kim chỉ rồi dê mẹ rạch bụng con quái vật rạch chưa hết nhát kéo thứ nhất thì một chú dê con đã ló đầu ra cứ thế tiếp tục rạch cả sáu chú dê con nối đuôi nhau nhảy ra và cả sáu đều sống không hề bị xây sát vì sói háo ăn nên chỉ nuốt chửng không kịp nhai mừng ơi là mừng đàn con ôm hôn vút ve mẹ nhảy tung tăng dê mẹ bảo đàn con giờ các con hãy đi tìm nhặt đá to để nhét vào bụng con vật quái ác này khi nó còn đang ngủ say thế rồi bảy chú dê con vội vàng chạy đi khuân đá về tha được bao nhiêu chúng nhét hết vào bụng sói rồi dê mẹ khâu bụng sói lại nhanh đến nỗi sói không hề hay biết và cũng không thèn cựa mình sau khi ngủ đã đẫy giấc sói thức dậy nó khát khô cả cổ vì đá đầy trong bụng nó định ra suối uống nước nó vừa nhổm dậy mới nhúc nhích định đi thì đá trong bụng đè lăn lên nhau nghe lạo xạo lúc đó sói kêu lên cái gì lộn xộn, lão xạo. Chạy trong bụng ta thế này. Ta tưởng sáu chú dê non. Sao lại chỉ có đá hòn nằm trong? Khi nó tới được bên bờ suối cúi xuống định uống thì bị đá nặng kéo ngã nhào xuống nước và nó chết đuối không kịp kêu một lời. Bảy chú dê con thấy vậy chạy tới gieo ầm lên, cho sói chết rồi, cho sói chết rồi. Và cùng mẹ sung sướng nhảy múa tung tăng bên bờ suối.